Hiện giá rau xanh đã tăng thêm ít nhất 50% so với trước, một số loại tăng gấp đôi, đặc biệt là các loại rau ăn lá. Cụ thể, giá các loại rau cải ngót, đay phổ biến ở mức 15-20.000 đồng một bó tùy kích cỡ bó. Rau muống mồng tơi 15.000 đồng một bó, dưa chuột từ 18-20.000 đồng một kg, đậu quả cà chua 25.000-30.000 đồng một kg, hành lá rau thơm 30.000 đồng một kg, tăng gấp đôi ngày thường. Hiện mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ đã làm thiệt hại hàng nghìn hecta lúa và rau màu. Theo bà con, những diện tích rau bị ngập đã bắt đầu thối rữa và phải mất khoảng 20 ngày sau mới có thể khôi phục được công việc sản xuất.